trầm hương bay ngát thơm trong đền, hướng lòng chân kính con nguyện dâng lên để ngợi ca thánh tôn hoàng nghiêm. Đàn tràng hôm nay con nguyện xin thánh ông ngự về, tỏ lòng chân kinh cúi xin hoàng người đỗ cho các ghế về vang bình an, khúc văn ca để tiến dâng hoàng. Nghệ An nghe nức danh ông Mười, đai vàng ông khoác áo hoàng anh, đông thiên loan giáo ngự về đông. Đệ tử cung văn con đem lời ca hiến dâng lên hoàng, cầu mong ông lớn tối linh độ cho dân chúng, cho nước Việt Nam giàu sang, hết Covid khỏi ảnh cơ hàn. Ca tâm thành lưu truyền sử sách, đấng trai anh hùng vùng trời Nam, giữ An Sơn Hà suốt cuồng phong, nặng lòng với núi sông bong sòng Lam, sư nghệ mai khắc ghi thắp nén nhang nguyện cầu nơi đền thiêng, lễ nghi tâm thành ông độ cho cháu con an lành nơi trần gian, muôn đời khói nhang sư Nghệ An lưu truyền tiếng vang khắp trời Nam. Tòa anh